Truyền tích thứ 90, chuỗi hạt mân côi với thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ. Khi nói đến chuỗi hạt mân côi mà không nói đến tổng lãnh thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ là một sự thiếu sót. Vì văn bản quan trọng nhất tạo nên kinh kính mừng và ngày nay là chuỗi hạt mân côi, là do những phát ngôn của thiên sứ khi phụng mệnh Thiên Chúa xuống thế truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai, sinh con để cứu chuộc nhân loại. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai là một sự kiện lớn lao vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vì Chúa cứu thế giáng sinh nhập thể làm người, cứu chuộc thiên hạ. Sự mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm cho Đức Mẹ có một danh hiệu huy hoàng tốt đẹp nhất, đó là vinh danh làm Mẹ Đức Chúa Trời, tiếng Hy Lạp gọi là Theotokos, danh hiệu mà giáo hội Đông Phương thường ghi chép bằng chữ vàng, coi như một khẩu hiệu trên các ảnh tượng Đức Mẹ. Sở dĩ Đức Mẹ được đặt vào cùng một giới tuyến với Thiên Chúa Ba Ngôi là vì Đức Mẹ đã sinh ra thể xác của ngôi hai Thiên Chúa. Và chính ngôi hai đã hạ mình làm người. Vì thế, Đức Maria luôn luôn xứng đáng được tôn kính cao trọng nhất. Thánh Anselmo đã nói, con Đức Chúa Cha hay là con Đức Trinh Nữ Maria cũng là một người con. Và từ đó, Đức Mẹ là nữ vương của nhân loại. Nhân loại tất cả phải tôn kính người. Vậy, Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào? Theo Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38, thuở ấy, Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ là Maria, đã đính hôn với Giuse thuộc nhà David. Vào nhà trinh nữ ở, Thiên Sứ chào, kính mừng Tôn Nương đầy ơn phước, Chúa ở cùng Tôn Nương. Những lời chào đó làm cho Maria xao xuyến, và người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên Sứ đáp, Maria đừng sợ, vì Tôn Nương đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ Tôn Nương sẽ chịu thai và sinh con trai. Tôn Nương sẽ đặt tên là Giê-xu, người sẽ được gọi là Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi nhà David, cha Ngài, và Ngài sẽ hiển trị muôn đời trên nhà Gia-cốp. Bấy giờ, Maria thưa với Thiên Sứ, điều ấy làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc phu thê. Thiên Sứ đáp, Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn Nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rập bóng trên Tôn Nương. Vì thế, trẻ sắp sinh ra được gọi là Thánh, là con Thiên Chúa. Kìa, bà Isabe, chị họ Tôn Nương, bị tiếng là son sẻ, đã cư mang lúc tuổi già được 6 tháng rồi. Vì với Thiên Chúa, nào có gì mà không thể làm được. Maria mới nói, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thành sự thật, fiat. Như vậy, lời Thiên Sứ truyền. Đoạn Thiên Sứ cáo biệt trinh nữ, đó là tất cả mầu nhiệm truyền tin. Như vậy thì chuỗi hạt mân côi có liên quan đến tổng lãnh thiên thần Gabriel như thế nào? Ở đây chúng ta cần phải khảo sát. Thiên Sứ đến chào mừng Đức Maria đang cầu nguyện trong một căn nhà khó nghèo. Theo mặc khải của thánh nữ Isabe, nữ tu dòng Benedicto, ước ao được thấy Chúa cứu thế sinh xuống trần gian, thì Thiên Sứ Gabriel hiện đến và chào kính trinh nữ Maria bằng những lời chào ca tụng trịnh trọng, làm cho trinh nữ Maria lo sợ, bối rối, không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Mẹ càng thấy thiên thần ca ngợi mình, mẹ càng tự hạ, càng chìm sâu vào cảm quan hư vô của mình. Theo thánh nữ Rigita, lúc mẹ trở nên mẹ Thiên Chúa, mẹ đã từ khước lời ca tụng ấy và chỉ ước ao được Thiên Chúa ban cho đầy ơn sủng trước nhan thánh Chúa. Chăm chú đọc thánh kinh, mẹ cũng biết
Theo tiên tri Daniel thì có một trinh nữ sẽ làm mẹ Thiên Chúa. Và mẹ tự nghĩ rằng trinh nữ đó có lẽ sẽ là mình. Qua lời chúc tụng quá cao sang của thiên sứ, cho nên mẹ càng sợ hãi vì thấy mình thật không xứng đáng được diễm phúc đó. Thiên sứ Gabriel thật liền tiếp lời mà rằng: Hỡi Maria, bà đừng sợ, trinh nữ đã được nghĩa cùng Chúa. Xin đừng băn khoăn và ngạc nhiên vì lời chúc tụng đó. Dù trinh nữ có nhìn nhận là bé bỏng, nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh những người hèn mọn, đã tác thành cho trinh nữ xứng đáng được ân sủng mà loài người đã làm mất. Chúa đã phòng ngừa trinh nữ khỏi vướng lây tỳ ố, từng bôi xấu toàn thể miêu duệ A Dông. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho trinh nữ ân sủng siêu việt trên hết mọi vị thánh. Cũng chính vì thế mà hôm nay Thiên Chúa lại tôn nhiệm trinh nữ lên làm mẹ của người. Theo thánh Thomas Villanova thì khi nói Chúa Giêsu sinh ra bởi mẹ Maria thì đã nói lên tất cả vinh quang tuyệt vời của mẹ Maria rồi. Bạn cứ biết rằng Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa là đủ tất cả rồi, không còn lời ca tụng nào cao sang hơn nữa, không một bài viết nào, một cuốn sách nào ngợi khen Đức Mẹ hơn nữa. Vậy khi ta lần chuỗi mân côi là chúng ta liên tục đọc đi đọc lại lời chào kính mừng Đức Trinh Nữ Maria. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Đó là câu mở đầu cho kinh kính mừng. Nếu không có lời chào của thiên sứ Gabriel thì ngày nay chúng ta cũng không có kinh kính mừng và cũng không có chuỗi hạt mân côi như ngày nay. Vậy mọi người chúng ta phải hết sức tôn trọng kinh kính mừng, vì đó là lời chào thiên sứ của Thiên Chúa và cũng là lời chào mà Đức Mẹ hằng yêu thích nhất. Lời bàn hôm nay chúng ta bàn đến kinh kính mừng hay là lời chào của thiên sứ Gabriel. Kinh kính mừng là một kinh rất trọng mà Đức Mẹ rất lấy làm vui khi các con cái mẹ hàng ngày dâng lên cho mẹ những chuỗi hạt mân côi. Có bao nhiêu chuỗi hạt là có bấy nhiêu lời chào kính Đức Mẹ. Khi ta lần một chuỗi 50 thì chúng ta chào mừng mẹ 50 lần. Nếu chúng ta lần hai chuỗi 50 tức là chúng ta chào mừng Đức Mẹ 100 lần. Đức Mẹ hài lòng biết bao, vì đó là lời chào thiên sứ đại diện cho Thiên Chúa, cho nên lời chào ấy cao trọng biết chừng nào. Vậy ta đừng bao giờ bỏ lần chuỗi mân côi cả, dù bận việc mấy cũng cố gắng đọc 50 hay 100. Đức Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta và phù hộ chúng ta cả những lúc đau ốm, bệnh hoạn. Như vậy thì ngoài kinh Lạy Cha là kinh mà chính Đức Chúa Giêsu đã lập ra thì không còn kinh nào cao trọng cho bằng kinh kính mừng. Lần chuỗi mân côi là phải liên tục đọc kinh Lạy Cha và kinh kính mừng. Tóm lại, chuỗi hạt mân côi suy ra cao trọng và lợi ích biết chừng nào.